bạn cho mình biết tên được không? Nguyễn Thị Bích Trâm hả? À, bạn sinh năm mấy à? 97 hả? Quê đâu hả? Quê Hậu Giang hả? Của ở đâu của Hậu Hậu Giang? Tỉnh Hậu Giang luôn anh. Nhưng mà huyện nào? Hả? Châu Thành A. Là bé gái là mà mới có 20 ngày tuổi hả? Dạ. Có tình nghi có quen ai không? Có người này có đây có người quen không? Chứ đâu biết em mà có con ở trong trong đây mà người ta lại vô tới đây. Chắc có người ở đây khu vực đây có ghét thù gì không? Em xem là có ai không? Chứ còn thực ra thì chứ trong hẻm nhưng ngoài đường thì có thể thời gian người ta bắt được, chứ còn chắc là trong nhà trọ này cũng sâu mà ta cũng khó mà thì nhưng tính tính lại xem có em có giận hồ ai ai có ghét lại cũng như chứ ông xã mình tên gì ha? Phạm Thanh Tới, sinh năm nhiêu em? 89, quê đâu à? Đồng Tháp. Ở đây nó lù vậy, nó lù vậy đó chứ mà giờ nó đặt cái không thấy rõ nè. À, tức là vậy là dòm rõ nhất rồi. À. Này giống biển thành phố hả ta? Mờ quá. Phạm Thanh Ngân hả? Sinh mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết. Dạ, Phạm Thanh Ngân. Cái cái thời điểm mà bé thất lạc á là có ai ở nhà chứ ai ở nhà? Có hai mẹ con em. Có hai mẹ con hả? Còn ông xã? Rồi ông xã nghe tin điện thoại về hay là sao? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Thì nó cũng nói